Alo, xin chào các bạn. Giải cục bit lock lock. Cục này nó dễ, nó đơn giản hơn những cục khác, nhưng mà nó cũng có nhiều vấn đề trong đây. Tại vì các viên này đó, mình tạo thế ha, bây giờ mình tạo thế mình mới nói được U R phải. À, cái viên này làm bằng đây. Không. Cái viên này thì nó không có đảo từ viên này qua viên này được, hai viên này không đảo qua được. Cái dưới sao cũng vậy, tại vì nó đâu có chạy mình do có bẻ F hay là F phẩy đâu, hoặc là B phẩy hay là B. Nên nhiều khi á, mình vô mình nhìn hơi sợ sợ cục này ha, nhưng mà mình giải cũng khó chịu lắm chứ không phải là đơn giản ha. Trả về ha để mình coi viên này viên gì. Đây đúng rồi ha, không mình bỏ xuống chỗ này rồi mình coi ha. Vàng cam xanh dương, vàng cam xanh dương khi bỏ đây á, nó không có quay xuống xuống lên lên được. Bỏ chỗ này nè. Thì mình đổ qua đây để mình đưa lên đây nè, mặt cam này đưa qua đây. Mặt cam đi xuống là đúng rồi ha. Thì cái mặt cam mình đưa đây, mình phải để bên này, mình phải coi từ từ, nó hơi khó chịu ha. Khi mình đưa lên đây mới làm xuống lên được nè, thì cái mặt cam này mình phải làm sao á, nó quay lên, để mình đưa xuống đây, đưa qua bên này, đây là U, đây là phải U, rồi giờ mình xoay nó lại, đây là U, U2. U phải ăn là U ăn là phải công thức mình ghi phần mô tả không. Đây coi bên này U2 này, mình trả qua lại cái mặt ngam sẽ đi qua thẳng không. Đây là U, đây là phải U chưa được này không, mình có thể chạy qua chạy lại làm R phải là phải đu 2-3 lần á, nó có thể nhảy qua nhảy lại được. Rồi, mặt cam đi lên ha, đưa lên. Kìa không, chỗ này mới làm xuống xuống lên được này không. Xuống lên không. Xuống 3 lần. Rồi, trả về. Kìa không. Rồi, bắt đầu mình trả về cái tư thế mình coi không. Đưa lên. Này, ok đúng rồi ha. Đưa qua đây. Rồi, bây giờ mình coi những viên cạnh. Viên cạnh này nó không có úp xuống các bạn, nó nằm đâu nằm đó ha, nhưng mà nó nằm vị trí nào đưa lên không, mình lấy một viên thôi, một viên thôi đưa lên chạy vào đây. Cái viên này là viên cam xanh dương, chỉnh cái máy lại xíu. Hai viên này qua đây R U R phải U R U U R phải, ok không, chạy về nè. Vậy ha, lúc nào cái viên cạnh nó cũng vậy hết, nó không có đổi, nó không có bẻ như viên kia. Đây bây giờ viên này sai sai bốn viên đều sai hết ha, bốn viên này sai. Ok giờ mình làm 3 lần cho nó nhớ qua nhớ lại, qua đây nhớ qua đây, không có chuyện hai viên này cũng qua đi được. R U R phải U R U U R phải. Rồi ok không, trả về mình coi này không, kỹ không, vàng đỏ xanh đúng ha, vị trí các viên đúng hết ha. À, bây giờ mình xoay lại thì cứ xoay, mình xoay hai viên này trước xong xoay hai viên này đổ qua, đổ qua xoay không. R U phải U R U U R phải 3 lần không. Rồi bây giờ mình xài hai viên này rồi mình trả về mình coi, chứ mình không có biết chiều các bạn, mà dù các bạn biết chiều các bạn không làm ăn gì được, nó nằm ngay đó để nằm ngay đó à. R U R phải U R U U R phải U 2 I 2 R L phải U phải N L U phải N L phải U 2. Rồi giờ mình trả về coi đúng chưa, không ấy mình làm lại cái tiếp cái nữa ha. 3 lần. Rồi. À, đúng rồi ha, viên này đúng rồi ha. À, mình coi coi đúng hay không thôi. Đưa qua. Đưa qua. Viên này lại sai không? Cái viên này lại sai nè. Hai viên này sai,
Bây giờ mình đưa khó ha. Tình hình này nó khó giống như party vậy ta. Trắng cam xanh. À, đưa qua đây. Để mình coi kỹ ra không. Xuống xuống lên lên. Trên hai viên này. Đổi hai viên này thì hai viên này đổi nhau. Hai viên này đổi nhau nè, mình xây viên này lại. Hai viên này đúng rồi. Hai viên này sai, đưa lên đây. Xuống xuống lên lên 3 lần, hai viên này đổi nhau. Rồi hai viên này đổi nhau. Xây tiếp một lần nữa. Đây, đưa lên không? Bây giờ mình xây cái viên này đúng rồi các bạn. Khó khăn ha. Kể ra một cục khó đó chứ không. Này, bây giờ mình đưa lên đây. Mình đổi hai viên này. Thì viên này nó qua bên đây. Rồi mình xây cái viên này lại trước, mình trả về 3 lần. Trả về. Ok không? Lại. Thì hai viên này đổi với nhau thì cái viên này sẽ qua đây đây. Bây giờ mình xây cái viên này lại không? R U R phải U R U 2 à. U 2 qua đây L U phải rồi đưa qua bên này U 2 rồi bây giờ mình trả hai viên nó về coi đúng hay không bên nào cũng được không xuống xuống lên. Rồi. Chưa được nữa không? Làm lại cái nữa qua đây. Đưa cái gì này qua đây. 3 lần không? Trả về. Ok, xây thêm cái nữa. R U R phải U R U U R phải. U2. L L phải U phải. L U phải. Rồi, U2 cái hồng đưa lên đổi lại xuống xuống lên lên rồi trả về ok ha viên này đúng rồi ha viên này đúng không khó ha giờ mình xây hai viên này xây chắc chắn nó sẽ vô không thể nào có chuyện một liên lạc được R U R phải U U2 L U phải U2 đây chưa được nữa ha hai viên này chưa xây vô nữa ha rồi ok đưa lên đưa qua ok không kể là một cục khó đó chứ nó gặp trường hợp mà nếu mà mình xây kiểu đó đó mình không xử lý được á kẹt. Ví dụ viên này xây rồi, viên này chưa xây xong. Thì phải xây lại viên này. Nhưng mà viên này nó nhảy qua đây rồi, né được viên này. Giống như nãy mình làm ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem. Chúc thành công. Bye bye.